Tôi nhớ mà thằng Mỹ cuối cùng là thằng Richard Underhoss, thì anh đọc là thằng chết, thằng Richard đặt tên cho là thằng chết. Thì đấy là thằng bắt cuối cùng. Còn chúng tôi lại thế là cũng chúng nó cũng khéo tay khéo chân đấy. Chúng nó cũng biết đan lát rồi cũng biết chẻ củi. Thằng nào mà được gọi ra thì sung sướng lắm. Được ra một là đi trồng rau, hai là được chẻ củi. Nhưng nó tóm lại là tự do. Là tự do hơn là trong trại. Trong trại cũng chẳng làm gì nhưng mà nó không làm, nó cuồng chân cuồng tay. Thì đấy là những cái về vấn đề giáo dục. Còn thứ sang vấn đề về trao đổi. Chẳng hạn như đổi anh Ngô Văn Vững ở xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Tây này, mang đổi một thằng Mỹ, thằng là thằng John Sexton Junior, hạ sĩ nhất. Thì hạ sĩ nhất là vì tại sao lại đổi? Vì là cái tôi rất nhớ ngày chúng ta mang đi ngày 10 tháng 8. Mục đích của ta là để đổi nước một người của ta đã trao đổi rồi. Mục đích là lấy một người của ta về trong cái dịp 19 tháng 8, đi mùng 10 mà. Thì mục đích là khoảng chừng 18 trả, để ngày 19 là tuyên truyền được. Thì đổi đi đổi lại không được. Ta hiệp đồng với địch thì địch lật lọng rất nhiều lần. Hiệp đồng thì cũng rất là đơn giản thôi, là đốt đúng khói, đốt củi lên có đúng khói, có thể là củi, có thể là cái gì đó lên thành khói. Cuối cùng ta đốt lên nhưng mà địch lại lật lọng và toàn mang cái gọi là bom pháo lại đánh lại. Thì, wow. Thì khác gì là làm tín hiệu cho nó đánh. Chúng tôi rất là khổ. Nếu mà còn mang thằng Mỹ đi đâu phải dễ, nó thì nó cao to, mình phải ngụy trang thì vào cái kho quân nhu lấy bộ quần áo dài nhất thì mặc nó cũng cằn cũng cỡn, lấy cho nó cái mũ. Thì cái mũ quân giải phóng cái thì vào thì nó cũng đội cũng chẳng đâu vào đâu, vẫn lộ. Mà chúng ta thì đi ban đêm, ban ngày nghỉ để giữ bí mật. Trong đi nói thằng Mỹ thì lại không thể đi ban đêm được, lại phải đi ban ngày, rất là khổ tí. Thế còn chưa nói chuyện nó lội suối, không biết lội. Khi mà đang đi có một lần, đang đi thì suối nước lên to lắm, suối lũ suối. Thế là thằng ấy, chúng tôi thì bơi được, mà bơi mình bơi nó còn súng ống, còn gạo nước, còn so nồi. Thì nó thì bơi không thôi mà nó còn vướng đủ thứ, không làm sao thôi nó đi được. Nhưng mà được cuối cùng cũng phải hoàn thành thôi, cho nó sang được bờ suối thôi. Mà đấy là những cái chuyện giải thằng Mỹ đi vừa cuối cùng. Thì đến ngày 19 cũng không trả được. Sao đến cái ngày mùng 1 tháng 9, như là ngày Quốc Khánh, mùng 1 tháng 9 thì bây giờ thì anh Năm Lực anh bảo là thôi cũng giả nó đi rồi, đổi được nào rồi đổi, mà trả đổi được thì ta cũng cứ trả thả nó về. Chúng tôi mang đến cây số 0 của Tây Ninh. Thế thì đi thì có anh Năm Lực thì anh ấy là chuyên môn về gọi là anh có quyền lực hơn mình. Mình thì cũng chỉ là đi thì dân ti toe vậy thôi. Thế thì giúp việc cho anh ấy. Thế là anh ấy viết cái lệnh phong thích, bảo xem đi, chắc viết lại lệnh phong thích. Thế là mình ngồi lại dịch viết cái lệnh phong thích quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Thế là phong thích tù binh Mỹ John Sexton Junior. Thì cứ thả đến cây số 0 thì chỉ nó đi thẳng đấy là sẽ có đồn Mỹ, đồn ngụy. Thế thì để cho nó đi sau rồi hai ngày hôm sau thì thấy bên Mỹ mang trả anh Ngô Văn Vững về. Nhưng mà không đúng ý định của ta, là ta đáng là ta phải đổi nó một cán bộ cao cấp hơn thì nó cũng trả. Nhưng mà anh Ngô Văn Vững về khổ quá, người thì gầy, đi trong rừng mà lại không có dép, thế thì đi thế nào được, mà gai góc thì lắm. Đấy là những cái kỷ niệm rất là hay. Đây là John Sexton Junior. Thì thực ra ở trong trại thì chúng ta cũng có một số thằng như là thằng Douglas Ramsey. Là Douglas Ramsey là tham tán ba đại sứ quán Mỹ. Thế là cũng phải giáo dục như nhau, cũng phải đã là tù thì vào trại như nhau, giáo dục như nhau, ăn uống như nhau thôi. Nhưng mà đặc biệt có cái là trong tù binh Mỹ có lẽ thằng nào cũng như thằng nào hết.
đánh răng, không thằng nào súc miệng kỹ lưỡng cả, nuốt cả nước bọt xà phòng. Thì đấy là cái chuyện tù binh Mỹ. Và tắm thì tắm rửa xong rồi xong nó mới sát xà phòng, rồi dội ào ào ra vài gầu nước để cả xà phòng nhớt nhát, thế là coi là xong. Đấy là tù binh Mỹ có những cái đặc biệt mà chúng ta phải thấy rằng là những người nằm trại cũng thấy là buồn cười. Sau đó chúng tôi về cái trại Hỏa Lò hỏi thăm các anh bảo nộp chúng nó cũng thế cả. Còn một vài cái lần trao trả tù binh khác nữa thì nó cũng tương tự như trao trả anh Ngô Văn Vững, thì chúng tôi cũng chỉ nên nói khái quát là một cái điểm, một cái gọi là một cái đơn cử như vậy để chúng ta cùng có cái khái niệm làm công tác tù binh Mỹ không sung sướng gì. Khổ sở nhất là bị lộ rồi thì gì? Chỉ thấy cái chết. Nó sẵn sàng chúng ta có một đại đội, cả từ đại đội trưởng cho đến vệ binh đến hậu cần anh nuôi, nhưng mà sẵn sàng bị đổ sụp bắt sống hết. Thì đấy là những cái vất vả trong cái công tác trại. Em cảm ơn anh. Anh cho em hỏi ấy, cái ông mà tham tán ba của Mỹ ấy, thì là mình bắt được trong trường hợp nào, anh có biết không? Bắt được trong trường hợp là nó đang ở sứ quán mà cũng đi xuống ấy, xuống mặt trận, nó cũng nhưng mà hôm ấy thì nó không chiến đấu mà cũng xuống mặt trận, xuống cái đơn vị để làm cố vấn. Đúng là bắt được tại mặt trận. Bắt được. Em có nghe câu chuyện của cả hai anh thì đều nói đến, có thể nói là cái nỗi lo nhất của mình là khi bị lộ địa điểm trại và bị nó đổ trục hoặc là giải B-52. Thì một cái trường hợp B-52 anh Hòa có nói rồi, mình đã chuyển đi trước. Thế còn em muốn biết là trong những cái lần mà bị như thế thì có lần nào mà đổ trục xuống mà nó bắt được người của mình và tù binh không anh? Không, có cái là không có trường hợp nó bắt. Tức là mình phòng hết rồi. Dạ. Khi, những cái khi mà mình biết mà mình di chuyển đi ấy, thì là biết do tin tức tình báo hay do những cái hiện tượng mà mình nghi ngờ? Hiện tượng, chủ yếu là hiện tượng. Dạ. Mình thấy lộ thì là mình sẽ phải phòng trước. Dạ, dạ. Người ta bảo phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đấy, nên là cứ phải phòng trước đã. Dạ. Trong cái trường hợp mà đổi anh Ngô Văn Vững ấy, thì mình đặt vấn đề ra là đổi lấy đồng chí Ngô Văn Vững hay là chỉ cần một người thôi? Chỉ có mình chỉ cần một người anh cán bộ cao cấp cỡ đại tá, nghĩa là cỡ sư đoàn. Thế là đổi, nhưng mà rồi thì cuối cùng mình cũng phải bảo thôi rồi cứ mang trả, là trả thế hẹn hò trả được thế này thì cứ trả làm thẳng. Thế là thôi cứ giả nó đi. Thế là đến lúc đấy là nó, chứ còn thực ra mình cũng không biết là nó sẽ giả anh Vững về. Chắc có khi là anh Vững là anh ấy yếu quá rồi cho nên nó thả về. Không, anh không yếu. Anh ấy ở trong bị họ bắt thì cái anh ăn uống chắc là cũng không được tử tế lắm, hoặc là lo nghĩ nên anh cũng hơi gầy. Dạ. Vâng. Và một cái này nữa, tức là những cái lần mà mình hẹn ấy thì không những họ không mang người đến để trao trả với mình, và cũng không mang người đến để nhận cái người của mình, mà lại còn đánh luôn cái chỗ đấy. Đánh luôn, hẹn với nhau rồi sao đến lại đánh vào đấy, thế gọi là lật lọng. Thế thì em cho không phải lật lọng, em cho là lừa đảo. Thì em cho là lừa đảo. Còn một cái này nữa thì em nghĩ như này, không biết có đúng không, tại vì em không phải là người của cái thời đấy, nhưng mà em biết là lính Mỹ ấy, khi mà được sang Việt Nam này nó rèn luyện rất là kinh khủng. Nó gọi là lính chiến của nó đấy, lội đưng biển này kia nó, và xem trong phim thì thấy đấy. Tóm lại là lục quân của Mỹ là nó rất là ghê. Nhưng mà nghe anh kể thì khi mà mình di chuyển nó thì nó giống như là một cái của nợ của mình ấy. Em nghĩ là nó giả vờ anh ạ. Không, thằng ấy lái xe tăng. Lái xe tăng, lái xe tăng thì chắc là đúng thật. Tôi bổ sung thêm cái trao trả ở đây không phải là chỉ có trường hợp của anh Toàn, mà trước đó ta đã trao trả một hai lần rồi. Đấy, thì trao trả thí dụ như là tôi kể một cái chuyện là trao trả một tù, hai tù binh Mỹ, nó trung sĩ thôi. Thì trao trả thì quân giải phóng ấy, thì chỉ cần hẹn tọa độ nhưng không đi khảo sát địa hình. Đấy, thế khi mình đã chuẩn bị cái chỗ mà để trao trả rồi thì máy bay trực thăng nó mang, nó đến nó đón về,
Đấy, thì nó lại trúng vào một cái chảng nước. À. Một cái chảng nước, thế nó bỏ nó về. Thế sau cuối cùng về thì bắt đầu lại nói nhau trên đài ấy, là ầm ĩ cả lên. Cãi nhau. Cãi nhau, gọi là cãi nhau. Đấy. Thế thì ầm ĩ cả lên. Thế xong rồi mình có bảo đấy, thế tọa độ thì như thế, nhưng ở cái chảng nước mày làm sao mày đổ được xuống. Đấy, thế thì nó về, nó đổ lỗi cho mình. Đấy, sau đó thì mình mới khi mà đã gọi là khảo sát thực tế địa hình rồi ấy, thì mình hẹn lần sau. Thì lần sau thì đến là cháu trả được. Cháu trả được ấy, thì khi mà nó lên máy bay á, thì họ mới, hai tù binh ấy mới ngó đầu xuống, chào anh giải phóng. Thế thì bắt đầu như là hai cái nắm tay đã như thế là giơ ra để định đấm rồi. Đấy, chúng tôi nhìn thấy. Nhưng mà khi về, hai tù binh này khi về đến Mỹ thì bị chết. Thì đấy là một cái mà tôi thấy rằng là cái đối xử của tù binh của người Mỹ là như thế đấy. Không biết vì sao chết ạ? Không biết vì sao. Tôi kể một cái câu chuyện mà tôi hai lần đi nhận tù binh. Thì ban ngày thì là nghỉ, tối thì đi lĩnh, thì đi nhận, thì đi từ Mi Mốt mà lên Sung Trang, cái thị trấn Sung Trang đi phải mất 3 ngày. Đấy. Thế thì khi mà nhận được rồi về thì chúng tôi phải tranh thủ đi nhà, gọi là nhà anh em tối, chúng tôi phải tranh thủ đi để mà mang tù binh về, để đến 12 giờ đêm thì còn nghỉ được một tí. Đấy, thì tạt vào rừng nghỉ. Thế thì chúng tôi cũng phải trang bị là cho họ một cái mũ giải phóng. Thế thì dân Khmer thì họ đi lại rất là đông. Thế lúc tranh thủ thì vệ binh chúng tôi là có ba vệ binh, một tổ trưởng, một phiên dịch. Đấy. Thế thì cho nó đi giữa, còn mình đi vòng ngoài. Đấy. Mà tôi cũng phải nói là khi mà đi thì cứ đi, không được nói. Và mọi hành động mà có cái hành động chống phá là chúng tôi bắn, thì nó chấp hành tốt. Thế thì cho vào giữa thì là dân người ta vẫn cứ đi. Nhà anh em tối thì dân người ta vẫn cứ đi, người ta không phát hiện được ra. Đấy, chuyên phải bí mật từng khâu một như thế. Cái thứ hai nữa là một lần tôi đi nhận hai tù binh ở Sóc Bom Bo thì cũng vất vả, nhưng cũng phải làm như vậy thôi. Mà đi trong rừng mà đêm đi cực lắm. Em tưởng tượng ra thì em cũng thấy là vất vả. Vâng, tôi tự giới thiệu cho tôi là Lê Xuân Hòa, đồng ngũ với các ông này và đi trước ông này một năm. Chúng tôi cũng được may mắn, tức là huấn luyện bộ binh 4 tháng sau đó lại được chọn đi học tiếng Anh về Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Và cũng được vào trong miền Nam tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu. Thế tôi thì cũng là cùng cơ quan với anh Hòa, anh Chiêu là ngành binh vận. Thế nhưng mà chúng tôi thì ở cơ quan cấp trên. Thế còn các anh này là đi vào cụ thể ở dưới. Thế thì dưới thì tôi cũng không có tham gia, thì tôi chỉ nói sơ qua về cái trên của chúng tôi. Thế hiện nay trong miền Nam ấy, thì có một cái cơ quan Trung ương Cục miền Nam xây dựng rất đẹp để cho mọi người đến thăm. Thế thì tôi là một trong cán bộ trẻ nhỉ, hồi đấy lúc đó tôi mới 22 tuổi thì làm công tác ở của cái tiểu ban tuyên truyền của ban binh vận Trung ương Cục miền Nam. Thế chúng tôi thì khác với các ba các anh đây đã nói, thế chúng tôi là ở trên tầm vĩ mô. Thế ngành tôi chỉ đạo tức là công thành bất như công tâm, tức là đánh vào thành, dùng quân sự đánh không bằng đánh vào lòng người. Từ đó cái ngành binh vận được đánh giá rất cao. Thế mà chúng tôi là giống một trong những người mà khi hòa bình thống nhất cũng được nhà nước gọi là thăng cấp gấp đôi đấy. Bởi vì là ba mũi giáp công thì trong đó các binh vận. Thế chúng tôi cũng thấy là mình là một cựu chiến binh, lại mặc áo thường dân. Thế nên là có cái đặc điểm là chúng tôi là mặc áo thường dân. Cùng là trung sĩ, thượng sĩ với nhau cả, nhưng chúng tôi mặc áo bà ba. Chứ không có được như các anh là mặc quần áo bộ đội, không được phát vung gì cả. Có khi 5-6 năm cũng chỉ có mấy cái bộ quần áo mà mang từ Bắc vào Nam thôi.
Thì chúng tôi thì thấm nhuần cái câu nói của các cụ dạy, tức là công thành bất như công tâm, tức đánh vào lòng người là chính. Thì đơn vị chúng tôi thì phải tiếp xúc như thế này. Thứ nhất là đã thiếu tá có lái máy bay về với chuẩn chuẩn ấy, trực thăng sang Đông Bình rồi bắt đầu sang với chúng ta. Thế rồi gia đình đại úy Mỹ có, gia đình trung úy nhưng mà lại mang theo 5-6 đứa con. Thế rồi thiếu úy Ngụy thì chán trường nhưng mà vợ thì là hoạt động công tác sinh viên. Thế cuối cùng cũng ra với mình. Thế rồi có cả những hàng loạt những cái người mà trong bối cảnh nó người ta tin được quân giải phóng thì người ta đi với mình. Thế chúng tôi phải đối đãi như thế. Thế thậm chí anh em chúng tôi có những người nói mà nhất là dân miền Nam người ta không chịu được. Như tôi là miền Bắc, các anh em miền Bắc là chịu được. Tức là cán bộ mình thì không được đường sữa nhưng mà con của những cái thằng nó ra với mình thì mình là phải đối xử. Nó xin là mình phải cho. Nó cần cái gì thì mình phải cho. Thế còn mình có thể đói khát hơn. Thế từ chỗ đấy thì cũng đánh được vào lòng người rất mạnh. Thứ hai nữa là cái ngành của chúng tôi, tức là cải cắm, tạo điều kiện để bị bắt lính. Thế sau đó thấy mà thấy nó không an toàn nữa thì tổ chỉ đạo là cho khởi nghĩa. Đứng lên, tức là danh nghĩa là quân Ngụy khởi nghĩa về với giải phóng chứ không phải là người của ta cải cắm. Nhưng thực chất là người của ta cải cắm là cái, cũng là cái nữa. Thế mà điển hình nhất là chúng ta thấy, tức là Nguyễn Thành Trung đấy, lái máy bay đánh Di Độc Lập. Thì ngành tôi cũng phải đi đón, ngành tôi cũng là chỉ đạo. Tất nhiên tôi chỉ là một nhân viên ở dưới, nhưng ngành tôi làm được như thế. Nên nó có rất nhiều cái hay. Thế nên là chúng tôi cũng học được rất nhiều cái mà bây giờ tôi về nhà nghỉ hưu rồi nhưng mà tôi vẫn mang tính chất là nghề nghiệp tuyên truyền. Thì tuyên truyền đây là giúp cho phường xã rồi tổ dân phố để cho nó tốt hơn lên thôi, chứ không có để mà gọi là tích cực. Còn năm nay thì tôi cũng kém anh Hòa có khoảng 2 tuổi nhưng mà lại hơn đây là 1 tuổi, còn có ghi hơn ông này 2 tuổi. Thế nhưng mà 73 rồi nhưng mà có tham gia các cái công tác của đoàn thể địa phương. Còn trước kia ở trên phường Quan Hoa quận Cầu Giấy là đã làm cựu chiến binh rồi đến người cao tuổi, tức là phó chủ tịch hội người cao tuổi phường, thế rồi tổ phó dân phố là đều làm cả. Nhưng bây giờ là về đến đây là cáo từ, là vì mình không làm được, sức yếu quá. Thế thì cũng tóm lại tức là 5 năm phục vụ trực tiếp của cái ngành binh vận thì cũng đóng góp được, cũng gọi là công lao thì không ai ghi nhận cả. Thế nhưng mà cuối cùng thì cũng được là từ trung sĩ chuyển sang dân sự, được địa bàn là cán sự 3 là 64 đồng. Thế sau đó là vì mình biết tiếng Anh thì ra Bắc để phục vụ 30 năm của Thụy Điển, cái làng mà xây dựng giấy, nhà máy giấy thì bãi bằng. Thế tôi là 30 năm trên đấy. Thì cũng là từ cái chỗ mà ơn đảng nhà nước và ơn quân đội cho mình đi học tiếng Anh, sau đó mình lại phục vụ trở lại cho người nước ngoài 30 năm. Thế tôi thì cũng có một vài cái yến đô la thế thôi. Các anh cho em hỏi cái giai đoạn mà mình làm cái công tác này ở trong đấy là nó từ năm bao nhiêu đến bao nhiêu ạ? Từ 70 đến 75. 70 đến 75. Như vậy là năm 70, em nhớ là năm 70, năm 72. Trong hai cái năm đấy là có hai cái chiến dịch nó càng rất là lớn. Có đánh nhỉ? Đường 9 Nam Lào, Giang Sơn Chi Ti. Đấy thì cái khi mà các cái trận càng ấy nó diễn ra thì ngay cả như cơ quan bộ đội của mình đấy phải chạy càn ấy, chạy vào cũng Campuchia, rất là vất vả. Sâu của Campuchia. Vâng, lại còn vừa phải chạy càn, lại còn vừa tranh thủ đánh lon non để mới có chỗ mà chạy. Đánh lon non đấy thì bộ đội vừa chủ lực đánh trước rồi. Dạ. Bây giờ mình cứ chạy vào thôi. Dạ. Mình chạy. Đấy là bộ phận của mình. Vâng. Nhưng mà gọi là nói chung đấy thì là mình phải vất nhất là mang mí chạy. Đây bây giờ em đấy, em mới đang hỏi cái đoạn đấy, tức là mình chạy đơn vị bộ đội mà chạy càn đã là rất vất vả rồi. Nhân dân, mình phải mang dân cũng vất vả, bảo vệ dân. Nhưng mà mấy cái ông Mỹ này thì không biết các anh sẽ giải quyết như thế nào. Cứ phải cho đi theo. Chạy luôn. Cứ phải chạy theo. Có những cái tình huống nó... Không dám... Có một cái tình huống này. Cưỡng này đâu. Khi chúng tôi vào đến Campuchia thì quân giải phóng đã dẹp hết lính non non rồi. Đấy. Thế thì trại Mỹ vẫn phải chạy. Mà họ càn ấy thì bởi vì cái lúc mà mình đang sống ở biên giới Việt Nam Campuchia, mình như thế là thì Mỹ không dám đụng đến Campuchia. Lúc Campuchia bị đảo chính thì bắt đầu như là họ mới tràn sang, có mấy cái trận càn 70 đấy.
Thì vất vả nhất của cái những người mà bảo vệ người bảo vệ giáo dục Đoàn Minh Mỹ là anh phải mang Mỹ chạy. Đấy. Thì có những cái chỗ mà Mỹ nó càn mà xe tăng nó đi thì nó đến rồi. Thì lúc ấy mình phải ẩn nấp. Thì nó có một cái suối rất là sâu. Thì như thế là chạy ẩn nấp thế đó. Thế mấy thằng lính Mỹ khi mà xe tăng xuống thì như thế là họ nhảy ra khỏi xe, họ xì xa xì xô xong rồi. Họ về. Họ đi. Còn tù binh vẫn im. Tù binh vẫn im. Thì đấy những cái mà như thế là nó rất là mà phải là cũng hú vía chứ không phải là không đâu. Thì bên nãy giờ các anh mới nói về tình hình trại. Dạ. Chứ còn trên tình hình về sau về trại thì còn vấn đề trao đổi tù binh. Em chưa nghe tù binh của anh đấy. Anh kể thế tù binh. Trao đổi tù binh thì trao Lộc Linh thì... Năm 75. Năm 75. Thế sao lại gọi là T-72? T-72 cái chuyện đấy. Nói nhiều cái là bí mật, gọi là R chẳng hạn. Chị, về thực tế đấy thì R là rừng. R là rừng rồi, mình là rừng cao hào suối sâu, ba tầng lá. Nghĩa là bên dưới có thổi cơm kiểu gì chăng nữa, hay nấu nướng gì chăng nữa, thì khói vẫn không thể lên được ba tầng lá. Thế nên còn suối sâu là gì? Quá gì thường chạy lên trên rừng, xe tăng không leo lên được. Nguyên cái địa hình cũng rất là vất vả như thế, R. Nhưng mà cũng có thể người ta gọi là an toàn khu. Thì đấy là tinh thần như thế. Còn khi trao trả tù binh thì cũng nhiều cái vấn đề tù binh thì nó cũng vất vả ở chỗ này. Nhất là các anh, các chị chứ. Có một lần chúng tôi trao trả, bảo nó trao trả tù binh. Thế nên bây giờ nó mang nó trả 1.000 chị. Mà nói 11.000 chị, nói đơn giản như thế là bây giờ nó quần áo đâu cho các chị mặc, chúng ta toàn chuẩn bị quần áo nam, nhưng 1.000 chị ra quần áo nữ thì mặc như thế nào. Thế là các chị vất vả lắm, mà các chị đi xuống cũng thấy sợ, các chị cứ phải ôm nhau, 1.000 người ôm nhau mà đi sân bay, mà sân bay nó nóng như rang. Không đi được cả anh, yếu hay sao? Cũng vì yếu nhưng vì cũng sợ, còn đang nghi tại sao lần này mang đi lắm như thế. Mà nó chỉ có một chị như thế là 999 chị được về. Còn cái chuyện thầy cái ngày trả anh Vũ Ngọc Nhạ, thì anh Vũ Ngọc Nhạ khi được trao trả rồi thì chúng tôi mới kiên quyết bảo trong báo ra là có đại tá Vũ Ngọc Nhạ ra. Chúng tôi thấy nói chứ đại tá ra cũng đã là mừng rồi, nhưng thực tế là anh ấy là tình báo. Thế, sau rồi đưa về nhà rồi vẫn cho hai đời tổng thống. Thực ra về tuyến sau bồi dưỡng là bảo là ăn uống bồi dưỡng, thì thực ra các anh ở trong kia người ăn uống tốt hơn mình. Chính là bồi dưỡng chính trị, tình hình như thế sẽ làm như thế nào. Sau cái đó bảo phải trả lại, phải cài trở lại, kiên quyết cài ông Nhạ lại, sau rồi cài trở lại. Thế tức là Vũ Ngọc Nhạ là đã trả cho mình rồi, xong mình lại trả lại, cứ coi là anh trả nhầm tôi, giờ tôi trả anh. Hay nhỉ. Không, nó nhiều chuyện lắm chị. Dạ. Thì dạ. Nãy chị nói như chị nói thì tôi đang nói cái rằng John Sexton Jr. chúng ta về cũng cài cắm sang Washington. Giáo dục kỹ lưỡng lắm, cài cắm sang cho lái xe tải Washington, nhưng có lẽ cũng bị lộ rồi thì bị tai nạn. Là hai xe đâm ra của John Sexton Jr. với xe khác đâm nhau ở giữa đường Washington chết, thì sau đừng báo lại. Chúng tôi báo lại nhưng tôi mới nghe cái chuyện rồi. Thằng ấy chết rồi. Như vậy là câu chuyện như lúc đầu em lúc đầu em nói cũng là nói bừa. Em nói là một cái mặt trận thầm lặng. Nhưng mà đến bây giờ mà nghe các bác kể thì em thấy càng ngày càng thấy thầm đúng lặng. Đúng là nó đúng thật. Mà cũng ghê gớm lắm chứ em không. Em nói bừa mà đúng đấy. Chúng không phải là này nhàn nhã gì đâu. Dạ. Vì nhá, em thấy ví dụ như là một cái bộ chỉ huy của mình đấy chẳng hạn. Đóng ở chỗ này, đóng ở chỗ kia cũng phải đảm bảo bí mật lắm. Bí mật chứ. Bí mật đấy là toàn mình với mình.
thì cái bí mật nó khó nhưng mà cũng còn được. Đây này lại trông mấy ông tù binh mà các ông lòng luôn luôn là muốn hướng về phía kia, luôn luôn muốn làm lộ. Nhưng mà cái được cái này, như anh Hòa nói, cái rất tốt là chúng ta giáo dục tốt sang bên kia rồi, nhưng mà vẫn nói này, chào các anh giải phóng, nói vì tốt vì giải phóng chứ cũng đấy không là, lấy tâm đấy, giải tâm ấy. Đấy là cái sự thành công. Dạ. Anh mà nếu mà nói về cái dấu ấn cá nhân ấy, chuyện riêng của các anh ở trong cái thời gian đấy ấy, thì các anh có không gì nhớ không? Đấy thì nhớ những mấy cái lần đi trao trả như thế thôi chứ còn ví dụ như là mình có thể có cảm tình với một cái tù binh nào đó, có nó khác với những cái tù binh khác ấy, một cái dấu ấn không, lúc bây giờ thì để bằng nhau lắm. Thế các bác ở đây đọc nói tiếng Anh hết à? Vâng, tiếng Anh thì phải, nhưng mà có một cái điều chúng tôi học nhiều về chính trị quân sự. Trên nói các cái từ chính trị quân sự chúng tôi nói rất tốt. Tôi kể một câu chuyện là anh Chiêu hôm ấy anh ấy cho tù binh ăn mít, cái quả mít ấy mà. Thế thì ăn xong rồi nó khen ngon, xong cuối cùng nó lấy cái hạt ấy, nó bảo là, hỏi anh giải phóng là cái cây này, cái hạt này trồng nó có lên quả không. Thì tôi là người trả lời, tôi bảo trồng lên quả, thế thì bao giờ được ăn? Thì tôi bảo là các anh ở đây đúng 10 năm nữa thì sẽ có quả ăn. Đấy là một cái câu chuyện mà cũng rất tế nghị nói chuyện với riêng đối với chúng tôi tiếp xúc với tù binh ấy, thì nói chuyện bình thường, cho nói thoải mái chứ không có cấm đoán gì cả. Chúng tôi thường xuyên là vào trại, thường xuyên vào trại để xem có cái gì không. Cái nhất là để xem xét quản lý có vấn đề gì thì giải quyết. Thì đấy là những cái mà chúng tôi thay nhau vào. Đấy là những cái chuyện ấy. Sau khi mà trả hết tù binh Mỹ thì chúng tôi lại chuyển sang tù binh Ngụy, cũng ở cái trại ấy. Nhưng mà cái số lượng mà Ngụy ấy thì nó lên đến 300 người cơ. Thế nhưng mà nó lại nhàn hơn là tù binh Mỹ. Nó không vất vả như tù binh Mỹ, bởi vì là tù binh Ngụy ấy thì họ tự đào hầm lấy, tự nấu ăn lấy, những cái sàn để ngủ ấy, lán trại ấy, họ tự làm, mình chỉ cần quản thôi, thì chúng tôi không phải làm. Thế nhưng mà riêng đối với Mỹ ấy, thì mình phải đào hầm cho nó, mình phải làm bong ke cho nó, không nó đi. Đấy. Như riêng Ngụy ấy, thì họ không dám đi. Có những tù binh Ngụy như thế này. Tôi kể một câu chuyện tù binh Ngụy. Họ bị thương vào đây, vào đùi, thế và một cái vào ngực. Thì khi mà bác sĩ như thế là điều trị cho rồi thì bảo thôi tập đi, mà mở cái bông ra nhé. Khi mang ở rừng về mở bông ra, rồi nó bâu nó từ trong cái vết thương nó chảy ra, nó ra rất nhiều. Mà tôi phải nói rất là ghê, ghê lắm ấy. Thế mà nó khỏi, khỏi sau khi mà bảo thôi luyện tập đi, không phải không có thì là cái chân này nó sẽ hỏng. Bởi vì là chị biết là ngành y là khi mà đã chữa trị xong rồi thì phải tập luyện thì cái chân mới đi được. Nhưng mà nó không ngờ. Thế hỏi tại sao không tập? Nói thẳng với bác sĩ, nói thẳng là nếu anh tập ấy thì cái chân của anh sẽ tốt và đi đứng lại bình thường. Nhưng mà nó không. Thế hỏi tại sao? Bảo là nếu giả sử bây giờ mà em tập về họ lại bắt lính cho em không tập nữa. Thế là để cứ cả nhắc cái đó đi cái lạng. Thế đấy là tù binh Ngụy là như đấy. Và cái tù binh Ngụy thì họ không trốn, ít lắm, không đáng kể. Nếu có trốn thì mấy ông dân tộc, ông dân tộc thì có trốn thì mới trốn chứ còn thì à, thế chứ. Cái thời kỳ tôi nhớ cái thằng Dương Niệm nó bị đau ruột thừa, vỡ ruột thừa rồi chứ, thì bác sĩ mới bảo mổ, mình xương mình đòi vào xem, mà cái chuyện nói gì nó không được, vì nó phải vô trùng chứ,
quản giáo không được xem thì ai xem, như nó có chết nó còn ký. Thế thì mình cứ thế thì mình đòi vào vâng mấy ông bác sĩ thế là phải cho họ xem đấy chứ, phải xem chứ, các anh các chị làm sao mà thấy vào bác sĩ cũng dạy như thế này được. Bây giờ lúc bây giờ nó vào sao rồi. Chứ còn Ngụy nói thế chứ như nhiều thằng vướng lắm. Riêng cái tù binh Ngụy thì bắt đa số là các em nó rất trẻ, nó mới học hết lớp 8, lớp 9, lớp 10 đến 12 trẻ. Khi vào trại thì như thế là rất là ngoan ngoãn. Có những cái tù binh mà rất là thơ sinh. Thế nên là những cái tù binh ấy thì lại ít phải lao động nhiều, bởi vì có biết làm cái gì đâu mà. Đấy. Thế còn những cái tù binh mà nó già dặn một tí thì có thể cho đi cắm câu, cho ra sản xuất rau xanh. Đấy, những cái tù binh mà già dặn thì cũng rất tích cực. Cưa cây làm củi ha. Cưa cây làm củi. Thế rồi là vâng. Đấy thì rồi đóng những cái bàn cái ghế để phục vụ cho đơn vị, cho tù binh. Đấy thì đông nhiều. Vâng, mấy trăm người cơ mà chứ đâu có ít đâu. Giống như một cái công trường ở đấy. Vâng. Thế còn rào nữa không anh? Cái đó thì nó vẫn là cái trại cũ thôi. Thế nhưng mà rào nó cũng rộng ra một tí thôi, nhưng mà họ sống như thế là cũng không có cái gì gọi là phức tạp lắm. Khi mà giải phóng miền Nam rồi thì tôi lại kể một câu chuyện. Chúng tôi đang họp chi bộ thì tù binh ở trong trại reo ầm lên, giải phóng miền Nam rồi, giải phóng miền Nam rồi. Thế đương nhiên là lúc cái ông bí thư chi bộ cũng chả bảo là thôi giải tán. Thế là mọi người cứ tự động là đi ra đây là hò reo rồi là vui sướng, rồi là ông đại đội phó còn mang súng ra bắn hết băng thì thôi. Thì đấy là cái cảnh buồn. Trong trại ấy, thì như là hát bài giải phóng miền Nam, phải nói là tập thể luôn, cả tập thể luôn. Cái hôm ấy đấy. Vâng, cái hôm ấy